Xin chào các bạn quay trở lại kênh của Mr. Vũ nha. Mình là Vinh, thành viên của Mr. Vũ. Và ở kênh này là Mr. Vũ chúng mình sẽ chia sẻ và đem đến cho các bạn cái nhìn cận cảnh và cụ thể hơn về những sản phẩm của Mr. Vũ. Và nếu như mà các bạn là những người thích những cái sản phẩm trang trí nội thất để mà làm đẹp đẽ và lộng lẫy hơn cho ngôi nhà của các bạn, hay cũng chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm cho ngôi nhà của mình một cái sản phẩm không chỉ làm mát mà nó còn đi kèm theo đó là một cái giá trị làm đẹp, thì các bạn ấn đăng ký kênh như mọi người. Và đừng quên một điều nha, đó chính là ấn nút cái chuông để khi mà những cái video mới nhất về quạt được ra mắt, các bạn, những người ấn đăng ký kênh sẽ là những người không bao giờ bị bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của Mr. Vũ cả. Quay trở lại cái nội dung chính của video ngày hôm nay là mình sẽ khui thùng cái mẫu quạt VV này. Mình cũng biết là dạo thời gian gần đây là mình khui thùng rất là nhiều những mẫu quạt trần, thì hôm nay là để cho cái không khí nó đổi mới. Vì thế là cho nên hôm nay mình sẽ khui thùng một cái mẫu quạt nó nhỏ gọn hơn để mà các bạn có thể thoải mái lắp đặt ở mọi không gian nhé. Mình cũng biết là rất là nhiều trong số các bạn là có những ngôi nhà có cái trần nhà rất là thấp. Nói chung lại là những ngôi nhà mà không có cái điều kiện để mà gắn quạt trần ấy. Vì thế cho nên là Mr. Vũ chúng mình cũng đã suy đi nghĩ lại và thiết kế ra được một mẫu quạt nhỏ gọn hơn để mà phù hợp lắp đặt ở những không gian nhỏ nhé. Thì đây là mẫu quạt VV, đây là một cái mẫu quạt gắn tường nhé. Các bạn có thể gắn mẫu quạt này ở phòng khách hoặc là phòng ngủ, hoặc là những cái không gian mà các bạn thường hay dành thời gian để mà thư giãn nhất, như là uống cà phê hoặc là đọc sách vào mỗi buổi sáng. Đấy, mẫu quạt VV này là một sản phẩm vô cùng độc đáo nha mọi người. Thông thường thì những mẫu quạt trần mà mình khui thùng ấy là sẽ có cái remote để mà các bạn khởi động, thì mẫu quạt VV này là nó sẽ không có remote nha mọi người. Các bạn sẽ khởi động nó bằng cách là giật dây nhé. Và quạt có hai chế độ gió, các bạn giật hai lần là sẽ từ từ nó mạnh dần nhé. Thì quạt VV này là sở hữu hai màu sắc nha mọi người, màu trắng và màu đen. Với những bạn nào thích những cái tông màu tối có thể lựa chọn màu đen nhé, và những bạn nào thích cái màu tươi sáng và tinh khôi hơn thì có thể lựa chọn màu trắng nha. Ok, bây giờ là mình sẽ khui cái thùng này ra nhé. Mình sẽ nói một chút về thùng nha mọi người. Là ở đây các bạn có thể thấy là những cái biểu tượng để mà các bạn hỗ trợ cho việc vận chuyển nhé. Bên cạnh của thùng là sẽ có một cái logo của sản phẩm chứa tên này, VV và những cái cân nặng của quạt luôn. Hiện tại là mình đang khui bản màu trắng nhé, bên mình cũng có bản màu đen nữa. Và thông tin cuối cùng là được sản xuất nguyên chiếc tại Đài Loan, được thiết kế độc quyền bởi Mr. Vũ. Và đây, cũng có cái logo bên đây luôn, Mr. Vũ. Ok, bây giờ là mình sẽ khui cái thùng này ra. Đây là bên trong của thùng. Đầu tiên mình muốn nói đến sẽ là một cuốn sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng quạt trần. Thì trong cái tờ giấy này là sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách lắp quạt luôn. Tiếp theo là phiếu bảo hành. Những bạn nào mua hàng của Mr. Vũ đều được bảo hành cả. Và đây là mặt giấy tờ, bên mình cũng có một cái ứng dụng trên điện thoại luôn, để mà khi mà các bạn mua hàng ấy, thông tin của các bạn nó sẽ được lưu trực tiếp vào cái ứng dụng đấy. Nó đang hiện ra trên màn hình nha mọi người, hình như nó đang hiện bên đây thì phải á, đây. Thì cái ứng dụng này là hiện tại là đã có mặt trên Android lẫn iOS nha, rất là tiện lợi để các bạn tải về máy luôn. Mọi thông tin của bạn khi mua hàng ở Mr. Vũ đều được lưu trên đấy cả. Ở đây sẽ có một bịch ốc vít, gồm có những con vít để mà các bạn khoan tường, lẫn những cái tắc kê nhựa và tặng kèm một cọng dây luôn nha. Đây là cọng dây để các bạn khởi động quạt. Đây, và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Đây là phòng khách rồi nha, mở một bên.
cái cọng dây đi kèm trong thùng hồi nãy mà mình đề cập á, là để các bạn nối dây nhé, bởi vì cọng dây của quạt rất là ngắn cho nên là các bạn phải nối dây thêm để cho nó dài với phù hợp mà các bạn với tới cũng như là khởi động quạt. Quạt có hai chế độ để mà các bạn khởi động nhé, giật hai cái này, 1, 2, thứ ba là tắt. Quạt này sẽ không có remote nha mọi người. Đây là những cái khớp của quạt. Các bạn có thể tùy chỉnh cái hướng góc độ mà mình mong muốn nha, và thích hợp với cái căn phòng của mình luôn khi mà các bạn khởi động quạt nhé. Sải cánh của quạt là 20cm và lòng quạt là 30cm. Công suất của quạt rất là ít luôn, chỉ với 13W thôi. Tha hồ mà sử dụng quạt nguyên cả ngày luôn mà không lo tốn điện nhé. Quạt VV này có thể là 3 cánh quạt được làm từ chất liệu là nhựa PC cao cấp. Động cơ mà quạt sở hữu là động cơ AC. Và với động cơ AC thì các bạn có thể tha hồ mà mở khoảng thời gian lâu dài mà không lo bị nóng. Đây là cái phần động cơ của quạt nha, rất là đẹp luôn. Rất là bóng loáng. Còn sợi dây điện các bạn ghim vào tường, nếu mà khởi động có dòng điện đi vào nha. Đấy, thì trong thùng là chỉ có những thứ này thôi. Ok, như vậy là các bạn vừa xem qua là bên trong thùng quạt VV có bao nhiêu bộ phận cũng như là kích thước nhỏ gọn của quạt nhé. Và nếu như mà các bạn thích những mẫu quạt nhỏ gọn như là quạt VV này thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu quạt Phenotic của Mr. Vũ luôn nha, nó đang hiện ngay trên màn hình này. Link của sản phẩm quạt VV và quạt Phenotic mình sẽ để bên dưới phần mô tả luôn nha, để mà các bạn tiện tham khảo hơn. Các bạn xem cái video này thấy thích và thấy hay cũng như là giúp ích được cho các bạn trong cái công cuộc là lựa chọn trong ngôi nhà của mình một cái sản phẩm phù hợp để mà trang trí cho ngôi nhà của các bạn trở nên đẹp đẽ hơn và thoáng mát hơn, thì các bạn hãy cho Vinh một like nha. Và Vinh cũng muốn mời các bạn ghé thăm chuỗi showroom của Mr. Vũ để mà trải nghiệm sản phẩm cũng như là được sờ tận tay và mắt chứng kiến những cái thiết kế vô cùng đẹp đẽ của Mr. Vũ và được cảm nhận cái làn gió vô cùng mịn màng của Mr. Vũ luôn. Vinh muốn mời các bạn ghé thăm chuỗi showroom của Mr. Vũ để mà trải nghiệm sản phẩm nha. Thì danh sách của showroom của Mr. Vũ là rất là nhiều, vì thế cho nên là mình sẽ gói gọn lại bên dưới phần mô tả nhé. Các bạn hãy xem qua và lựa cho mình một cái showroom gần nhất để mà ghé thăm nha. Vinh mời các bạn đến. Còn một điều nữa mà mình quên nhắc các bạn, đó chính là quạt của Mr. Vũ về cái phần động cơ là Mr. Vũ chúng mình sẽ bảo hành cho các bạn đến 10 năm nha. Ok, như vậy là cái video đến đây là kết thúc rồi. Và vào cái thời gian tới thì các bạn muốn Vinh khui thùng cái mẫu quạt nào, hãy cho Vinh lắng nghe ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận nha, để mà Vinh khui thùng cái mẫu quạt mà các bạn mong muốn và đề xuất nhất. Ok, mình là Vinh, thành viên của Mr. Vũ, thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.